Giờ này sao cửa mở vậy? Tụi mày đâu? Giờ này sao không đóng cửa vậy? Là tao mở đó. Là mày? Đúng vậy. Mày có bao nhiêu thằng đàn em, kêu ra hết đi. Mày lì lắm bóng ma. Tụi mày đâu? Ra đi. Tao biết trước sau gì mày cũng tới tìm tao. Tao đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp mày rồi. Đón tiếp tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Còn bao nhiêu nữa, kêu ra đây hết đi. Đánh đi. Đứng làm gì? Đánh đi! Em nghe anh Tài ơi. Alo, Nhật Thiên hả? Thằng bóng ma xuất hiện rồi. Ok, em biết rồi. Ellie hả? Thằng bóng ma xuất hiện nhà tài lì đó. Ok. Nếu lần này mà mày thất bại, để coi mày nói chuyện như thế nào với ông chủ. Còn nếu thành công thì... ra hỗ trợ cho anh em. Không cần đâu, tôi đang bị thương mà. Với lại đề phòng cái dương đông kích đây. Coi tôi ở bên cạnh anh yên tâm hơn. Đến đây đã kết thúc. Muốn bắt tôi thì hãy đi một mình tới bãi nước trống bờ sông. Em tới rồi hả? Ừ. Mời em vô nhà. Đi. Ừ. Vô đi em. Dạ. Bữa nay mẹ anh làm nhiều món này đãi em lắm đó. Mẹ. Dạ. Con tới rồi hả? Con chào cô. Cô chào con. Con là Thúy Hằng, công tác chung với cơ quan của ông Lâm phải không? Dạ. Cô nghe ông Lâm nó nhắc con hoài à, đến bây giờ mới có dịp gặp đó. Dạ. À, con có chút quà gửi tặng cô. Trời, bà dễ chi giờ con. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu cô. À, cô đang nấu cơm hả? Để con dọn cơm phụ cô nha. À con, không có chuyện gì đâu. Với lại với lại có tôi phụ đúng hơn.
Chào thủ trưởng. Nè, ở cơ quan thì kêu thủ trưởng, còn đây là nhà kêu bằng chú thôi. Dạ. Em à, ở nhà này á, mẹ của anh mới là thủ trưởng đó. Hả bà ha? Đây là cái câu mà hay nhất trong ngày á. Hai cha con của ông á, lúc nào mà chẳng cùng phe với nhau. Nhưng mà tôi nói trước đó nha, bữa nay không phải chỉ có tôi là phụ nữ thôi đâu, tôi có đồng minh rồi đó. Nhà của cô nói chuyện thoải mái lắm, đừng ngại không con. Dạ không sao đâu cô. À, để con dọn cơm phụ cô nha. À, hai cô cháu mình đi. Dạ. Ba ngồi đi ba. Vậy là khỏe. À, có Thúy Hằng thì ba đỡ phải làm thêm mấy vòng nữa. Lâu lắm rồi đó, gia đình mình mới có cái không khí thoải mái vậy đó con ha. Dạ, con cũng thấy vậy đó. Mẹ thiệt là chu đáo đó, hôm nay mẹ làm đồ ăn quá trời luôn. Thôi mệt anh quá đi anh ơi. Đừng có căng thẳng như vậy. Hãy xem đây, tôi không có vũ khí trong tay. Bóng ma, mày muốn gì? Muốn gì thì chắc cô cũng đoán ra được phần nào rồi. Thật sự thì tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. Cô có thể cất con chó lưỡi của cô đi được không? Nhiều chuyện, biết khôn thì giao chiếc vali ra đây. Nếu không thì mày liệu hồn đó. Nếu không thì sao? Nếu cô bắn tôi chết thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ tìm ra được chiếc vali đâu. Thôi thì như thế này, cô đấu tay đôi với tôi. Nếu như cô thắng tôi thì tôi sẽ giao cho cô chiếc vali và cả bản thân của tôi nữa. Và cô muốn làm gì thì làm. Ghê tởm. Nhưng mày nói thì phải giữ lời đó. Tất nhiên, chẳng có gã đàn ông nào mà dại dột hứa hẹn điều gì đó với một người phụ nữ xinh đẹp mà lại thất hứa cả. Alo, anh Lâm hả? Thằng bóng ma vừa mới xuất hiện. Sao? Bóng ma xuất hiện hả? Ở đâu? Khi nào? Dạ, cũng mới đây thôi. Cách đây khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng rồi, sao giờ này mới báo anh? Bây giờ nó đang ở đâu? Nói rõ địa chỉ cho anh biết đi. Anh tới liền. Em xin lỗi, vì em chưa chuẩn bị trước để báo cho anh. Bây giờ nó không còn ở đó nữa. Hình như có ai gọi điện thoại cho anh Lâm nó đi phá án hay sao đó con. Con cũng không rõ nữa cô. Dạ, nó xuất hiện ở nhà tài liệu nhưng chạy đi rồi.
Cái thằng bóng ma này nó hành tụi mình đủ thứ chuyện. Mày thấy không? Bây giờ ngủ cũng không xong nữa, phải ra đây canh chừng nhà cho ổng nữa. Trẻ muốn chết. Mày than cái gì? Được như vậy là mừng lắm rồi. Vậy bây giờ nó đi đâu? Em có đón được không? Dạ em cũng không rõ, nhưng mà hình như là nó chạy về quận 2. Anh cho người qua đó thử đi. Ráng 2 tháng nữa đi, rồi vô ngủ cho đã. Vậy nha em. Có gì á gặp em sao? Anh nhớ em lắm. Bye em. Quang. Mày trốn ra đây đi gọi điện thoại cho gái đó hả mày? Cái gì mà nhớ em? Sến quá mày ơi. Bóng ma xuất hiện à? Ở đâu vậy? Bóng ma xuất hiện một tí rồi biến mất. Trung Dũng cũng không biết nó đi đâu. Ba, con ra ngoài một chút, con sẽ về ăn cơm sau nghe ba. À, con đi đi. Thủ trưởng. Ừ, con đi đi. Dạ. Thưa cô chú, con đi. Ừ. Em đi với anh. Biết làm sao được. Làm bất cứ công việc gì phải báo cho em nó biết, để nó lo, làm phiền nó. Mày á, tao chạy gái không bỏ hả mày? Thôi, hai người đi canh đi, em vô nghỉ nha. Ok, mày vô ngủ trước đi. Hai người tao canh được rồi. Tự bữa nay là ngày nghỉ, cho nên tôi làm rất là nhiều món. Vậy mà... Vì công việc thôi. Đừng có buồn. Mà đúng ra thì chúng ta nên vui. Thằng Lâm là thằng có trách nhiệm trong công việc. Không phải chỉ mình Lâm thôi đâu. Cái kiểu này á, hai đứa nó mà cưới nhau, tôi cũng chỉ ở nhà con mình thôi à. Ê, theo mày thì tối nay thằng bóng ma nó có dám quay trở lại không? Làm gì dám. Tao thấy nó là tao la lên, là nó chạy mất dép luôn. Phải không đó? Tao la thì đúng hơn á. Tao giờ mới la lên một cái thôi á, là nó chạy hả, mất tiêu luôn. Cho mày hay. Mùi hương này, giọng nói này chắc chắn là không sai. Khoan đã, làm gì mà vội vậy? Tôi định kể cho cô nghe một câu chuyện đây. Thôi được rồi, vậy thì để tôi vừa đánh vừa kể vậy. Xem ra cũng thú vị lắm. Vào một đêm tối trời, có một cô gái vì muốn cứu một em bé gái mà dám xả thân chống lại một nhóm người. Cô ta có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đẹp và lạnh. Cô gái đó đã bỏ đi mà không nhận lấy một lời cảm ơn của người thanh niên đã cùng cô ta chiến đấu vì cô bé đó. Nhưng mùi hương cô gái đó đã làm cho người thanh niên kia cảm thấy ấn tượng và mong một ngày gặp lại. Anh biết kiểu bóng ma xuất hiện chứ? Không, anh chỉ đó thôi. Nhưng rồi một hôm cô ta ghé lại, vẫn vẻ đẹp đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, và
mùi hương đó. Và cô ta tên là Ellie. Là anh sao? Bỗng mà mày đã lòi bộ mặt thật của mày rồi. Đúng, là tôi đây. Và tôi đã đoán không lầm, người đó chính là cô. Thì ra người đó là anh. Emily, bỏ đi, có đuổi bây giờ cũng không kịp đâu. Vậy là tao đã biết được bí mật của hai đứa mày rồi. Hãy chờ đó, bóng ma. Tại sao không cho tôi đuổi theo? Nếu như đuổi theo và bắt được hắn, cô sẽ làm gì? Khử nói chứ làm gì. Bởi vậy tôi mới không cho cô đuổi theo. Tôi cũng không muốn thấy người khác phải chết trước mặt mình, cho dù người đó đáng bị chết. Đồ điên. Thương hại kẻ thù là làm hại chính bản thân mình đó. Hiểu chưa? Tôi không thương hại ai cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình. Vậy xem như chúng ta đã hiểu rõ về nhau. Từ bây giờ anh nên cẩn thận, bởi vì nếu gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Không khác được đâu. Giá như anh không phải là bóng ma thì tốt hơn. Ly à, thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. À, thì ra là muốn mời tôi đi dự buổi sinh nhật mà anh phải bài tới cách này. Anh không sợ tôi sẽ không nương tay với anh sao? Tôi không sợ, bởi vì với tôi, bé Hiền còn hơn cả một đứa em gái. Anh sẽ luôn bên cạnh bé ba để chăm sóc cho em. Ly, đây là thiệp sinh nhật của bé Hiền, bé muốn gửi cô. Dù gì anh cũng nên cẩn thận, bởi vì bộ mặt thật của bóng ma đã lộ ra rồi. Ở Việt Nam mà mình cứ tưởng là đang ở Mỹ. Đúng là Việt Nam, đường lúc nào cũng đông như kiến, chỉ toàn xe máy là xe máy.
Alo, em nghe đây ông chủ. Hình như em vừa mới ngủ dậy. Dạ. Sao ông chủ biết hay vậy? Anh đã gọi cho em nãy giờ mà không thấy bắt máy. Anh đoán em đang ngủ và để chế độ rung. Dạ, ông chủ đoán đúng rồi đó. Mới qua nên em mệt quá, ngủ luôn. Với lại chưa quen việc thay đổi giờ giấc. Vậy là em đang nghỉ ngơi rồi phải không? Ok, cố gắng lấy lại sức và bắt đầu bắt tay vào việc đi. Dạ, em biết mà. Ông chủ yên tâm đi. Em, chứ đâu phải con Ellie đâu. Đừng nói vậy, tập trung vào công việc đi. Dạ. Có sao không? Em không sao chứ? Dạ không, em không sao. Cô ơi, cô có sao không? Cô có bị làm sao không? Bóng mày là của tao. Dừng tay lại đi. Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi đến đây để lấy lại chiếc vali. Cô có sao không vậy? Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ? Không sao. Mùi hương này. Cô ơi, bộ anh bên của ta hả? Hình như là vậy. Đuổi bây giờ cũng không kịp đâu. Cái gã đó chắc là gã theo dõi bóng ma. Oh.
Tôi nghe đây Oli. Anh đang ở đâu vậy? Ở quán cà phê. À, chuyện của cô tối hôm qua làm sao rồi? Thoát rồi. À, mà cho tôi hỏi nha, tối hôm qua anh đã ở đâu vậy? Sau khi báo tin cho cô biết á thì tôi ở nhà. À, có chuyện gì hả? Có thật là anh ở nhà không? Cô nghĩ là tôi ở đâu? Đừng có nói là... Cô đang trách tôi vì không tới hỗ trợ cho cô bắt thằng bóng ma nha. À không, nhưng mà... Nhưng mà sao? Trước đây cô từng nói rồi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà nếu cô cần hỗ trợ thì tôi và mấy đứa sẽ tới giúp cho cô. Cảm ơn anh, nhưng điều tôi muốn nói không phải là việc đó. Tối qua có người đã theo dõi tôi. Hy vọng người đó không phải là anh. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ một điều, tôi không cần sự trợ giúp của anh. Nếu tôi phát hiện ra anh không làm việc hết mình, lúc đó tôi sẽ báo cho ông chủ. Chuyện gì xảy ra sau đó chắc anh cũng thừa hiểu. Thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. Đừng có mơ, chứ bà liên lạc của tôi. Sao lần nào cũng vậy là chuyện của tôi hết vậy? Mời anh. Cảm ơn em. Anh cũng định mua cà phê đây. Sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua anh ngủ không được hả? Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa. Có phải vụ tin bóng ma đó không? Không phải, là vì chuyện khác. À, cho xin lỗi nghe. Hôm qua anh mời em tới ăn cơm với gia đình anh, vì mà anh... Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Với lại em cũng có lỗi mà, tới ăn mà lại bỏ đi như vậy. Mà nếu không phải vì chuyện bóng ma thì anh đang nghĩ gì vậy? Em có nhớ cô gái đụng xe vào tối hôm qua không? Ừ. Cô gái đó có đôi mắt và mùi hương giống như một cô gái sát thủ mà anh đã từng gặp. Em hiểu rồi. Vậy là anh rất muốn bắt cô gái đó ngay lúc đó, nhưng mà không kịp đúng không? Ừ. Anh đừng buồn nữa, rồi anh sẽ bắt được cô ta sớm thôi. Em tin là vậy. Nè. Dạ. Khi tiếp xúc với cô ta, em có ngửi được mùi nước hoa mà cô ta đang xài không? Không, em cũng không để ý nữa. Với lại lúc đụng nhau, cô ta văng ra quá xa, em không có nghe được. Mà sao vậy anh? À không, tại hương thơm nó mạnh, gây ấn tượng với người tiếp xúc thôi. Vậy mà em cứ tưởng anh bị cô ta hớp hồn bởi vì mùi nước hoa đó chứ. Em... Mm-hmm.
Chú đã đỡ đau chưa? Dạ, cũng đỡ rồi anh. Em nghe anh em kể là hôm qua thằng bóng ma nó lại xuất hiện à? Nó có lấy được gì của anh không? Không, không mất mát gì cả. Cũng may là anh có đề phòng, kêu anh em ở lại trong nhà, có chuyện gì cũng dễ xoay sở. Không biết thằng bóng ma xuất hiện lúc nào nữa. Dạ, giờ để em xin bác sĩ xuất viện, tại vì em cũng ổn rồi anh. Anh nói vậy thôi, chú cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng gì hết. Ở nhà còn có mấy anh em, thằng bóng ma chắc không dám làm gì đâu. Ừ. Dạ. Anh Sơn cứ nghỉ dưỡng cho khỏe, ở nhà có em và mấy anh em lo rồi. Tối hôm qua thằng bóng ma có xuất hiện, giờ bị anh Hùng Gấu nè đánh bỏ chạy, chắc nó không dám tới nữa đâu. Đúng đó, anh Sơn cứ yên tâm, thằng bóng ma mà nó gặp em là nó chạy mất dép. Ủa, sao mọi người nhìn dữ vậy? Tối hôm qua tao được nó chạy thiệt mà. Thì anh em đâu có ai nói gì đâu. Thiệt đó. Thiệt anh Sơn. Thiệt, anh tin rồi. Thôi, chú nghỉ ngơi đi, anh có việc cần giải quyết, anh về nha. Dạ, cảm ơn anh Tài. Ừ. Cảm ơn mấy anh em nha. Anh Sơn em về. Tụi em về nha anh Sơn. Về anh Sơn ơi. Em rượt thằng bóng ma chạy có cờ, chính mắt anh Tài nhìn thấy mà. Thì anh có nói anh không thấy chú được nó đâu, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục để nó thoát. Bây giờ mình về nhà để mình bàn kế hoạch đối phó với thằng bóng ma. Chú về nhà trước đi, anh có chút việc. Cứ về nhà chờ, có chuyện gì anh sẽ alo. Ừ. Dạ. 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 Anh cẩn thận. Ừ. Em về trước nha. Dạ chào anh. Chào. Dạ chào anh. Tôi là anh của Hải Sơn. Chào chú. Dạ. Sao rồi, khỏe nhiều chưa? Rồi con Hà với bé Tí có gọi điện hỏi thăm chưa? Hà và Tí có gọi điện hỏi thăm hồi sáng. Ủa, anh mới lên hả? Thì mới lên, tao ở dưới quê nghe Hà gọi điện người ta hết hùng. Rồi giờ là thấy mày không sao, tao cũng yên tâm rồi. Dạ, vì anh. Dạ, mời anh ngồi. Cảm ơn chú. Dạ. Ông anh họ ở dưới quê lên, lâu rồi hai anh em cũng dư gặp. Thôi mấy anh em xuống dưới uống cà phê đi, có gì anh gọi. Dạ, vậy tụi em xuống căng tin, có gì anh liên lạc với em liền. Em chào anh. Chào chú. Chào anh. Ừ. Chào. Thôi, ăn cam đi. Cảm ơn anh. Đi chưa? Tụi nó đi hết rồi. Yên tâm đi, cho dù tụi nó có vô đây cũng không nhận ra tôi đâu. Anh xuất hiện ở đây làm tôi hết hồn, không ngờ anh dám xuất hiện trước mặt tụi nó. Đừng lo. Mà nè, được ở đây một mình sướng quá ha. Được chăm sóc bảo vệ chu đáo, muốn gì nữa. Thật ra là tại vì sợ mấy đứa kia quay lại khử tôi bịt đầu mối, cho nên khử mấy anh em thay phiên nhau đứng canh, cũng hơi mất tự do một chút. Được voi đòi tiên, tôi đang bị thương đây nè, muốn được nằm điều trị như chú cũng không có được đâu. Nếu thích tôi đổi chỗ cho anh. Lâu lâu không gặp Tài Lì với tụi đàn em của nó thì cũng nhớ.
Nhưng mà gặp riết rồi cũng chán. Tưởng anh thích tôi sẵn sàng á. Đúng rồi, anh Vinh, chuyện tối hôm qua. Thôi được rồi, hôm nay tôi tới, thứ nhất là xem tình hình của chú như thế nào, thứ hai là tôi báo cho chú biết một số chuyện, chú biết mà đề phòng. Sao? Tôi đã bị lộ rồi. Cái gì? Anh bị lộ? Phải, nhưng mà chưa ai phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đâu. Sao anh lại bị lộ? Bà ấy đã phát hiện ra sự thật thân thế của anh. Cô gái đã truy sát tôi, cô biết tôi là ai, với lại còn thêm một kẻ nữa. Lại? Lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ. Nhưng mà theo tôi suy đoán, thì người theo dõi tôi chính là Nhật Thiên. Nhật Thiên? Tại sao anh lại nghĩ đó là Nhật Thiên? Có nhiều cơ sở để tôi đoán ra là Nhật Thiên. Thứ nhất là từ khi cô sát thủ đã về truy sát tôi, thì Nhật Thiên ít ra mặt và thường xuyên theo dõi từ xa. Còn một chuyện nữa, lần trước ở nhà tài Lì, lúc tôi đang chiến đấu thì Nhật Thiên ở bên ngoài theo dõi và khống chế Quỳnh Hữu. Tất cả những chuyện đó, tôi đoán rằng người theo dõi tôi là Nhật Thiên. Tôi nói những điều này bởi vì anh có nhiều mối quan hệ với Nhật Thiên và thường xuyên gặp mặt hắn. Thôi được rồi, tôi hiểu. Cảm ơn anh đã báo tin cho tôi. Nếu đúng người đó là Nhật Thiên thì tôi cũng phải đề phòng nữa. Tài Lì đúng là một con cáo già. Còn chuyện này nữa, chuyện của chú. Chuyện gì? Đã biết ai đánh mình chưa? Tôi biết chứ. Dù cho nó có bịt mặt, nhưng mà giọng nói và ngoại hình của nó tôi vẫn nhận ra. Đàn em của ba thằng, thằng tướng chó. Chắc có lẽ là nó trả thù tôi vì mấy lần tôi với mấy thằng đàn em đi qua phá sòng bài của nó. Có thể là nó đã nhận ra tôi. Nhưng nhờ vậy mà cũng hên. Tại sao lại hên? Hên là tại vì nó đã biết rõ người phá nó không phải là anh. Bây giờ tụi nó tập trung đối phó với Tài Lì. Anh đỡ phải đụng với băng nhóm này hay băng nhóm kia. Chú không cần phải lo cho anh đâu. Hãy tự lo cho mình. Thôi, anh nghĩ là thời gian tới chúng ta sẽ ít gặp nhau rồi. Tôi không muốn liên lụy tới chú. Thôi, nghỉ đi, tôi về. Cảm ơn anh nhiều. Anh cẩn thận nha. Em sẽ được cung cấp một chiếc mô tô phân khối lớn để dễ dàng di chuyển. Nhưng việc em đến Việt Nam là hoàn toàn bí mật. Em nên nhớ điều đó. Em hãy đặt máy ghi âm để ghi lén cuộc đối thoại của hắn ta giùm anh. Anh muốn biết xem hắn ta có làm gì sau lưng mình không. Sau đó em tiếp tục theo dõi và nắm bắt cùng anh ba đứa nó. Dạ, anh theo em. Dạ, em mời anh. Dạ, trong này. Mời anh. Chào anh Tài Thiên. Anh chuẩn bị xong hết rồi, mời chú ngồi. Có cần kêu thêm mấy em vô cho vui không? Em nghĩ là trưa nay chúng ta xả stress đi. Lâu lắm rồi cũng không được xả stress. Hợp ý danh rồi đó. Nè em à, gọi giùm anh mấy em dễ thương nha. Dạ, dạ mấy anh ngồi đợi em chút xíu nha. Để em ra ngoài em kêu mấy người đẹp vô phục vụ giúp anh nha. Hình như chú Thiên có gì không vui phải không? Nhìn thái độ của chú anh thấy khác hẳn. Dạ không có gì đâu anh.
chỉ là lâu lâu muốn được thư giãn đầu óc một chút. Vì lúc đó anh gọi nên tới đây thư giãn đầu óc luôn. Vậy là thằng bóng ma khiến cho chú quá căng thẳng phải không? Anh cũng vậy. Thằng đó lắm trò. Mà thôi đi, chuyện đó anh em mình bàn sau đi. Giờ là lúc anh em mình vui chơi cho thoải mái. Ok. Vô đây. Dạ. Em qua bển nha. Còn dạ, em ở đây chào nha. Anh. Chào anh. Mấy em phục vụ cho hai anh thiệt là chu đáo nghe chưa? Dạ. Vậy em xin phép ra ngoài, chúc hai anh vui vẻ nha. Nãy giờ anh chờ tụi em có lâu không? Chờ tụi em tới dài cả cổ luôn vậy đó. Chút nữa anh bắt đền đó nha. Tội nghiệp anh quá à. Em rất rượu anh nha. Mời anh. Mời. Hôm nay mấy anh chơi vui vẻ với tụi em nha. Không say là không về nha. Anh Vinh ơi, anh Vinh. Anh Vinh ơi. Anh Vinh ra liền đây. Chào bé Hiền. Em cho anh Vinh cái kẹo nè. Ừ, cảm ơn bé Hiền. Thế nào, sinh nhật bé Hiền chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi, tối mai là sinh nhật em đó anh Vinh. Anh Vinh có mời chị Ly giùm em không? Rồi, anh Vinh đưa thiệp cho chị Ly rồi, nhất định chị Ly sẽ tới. À thích quá, vậy chị Ly tham dự sinh nhật em rồi. Ừ. Em cho anh Vinh thêm kẹo nữa nè. Cảm ơn bé Hiền, nghe anh dặn nè, ăn ít kẹo thôi nha, không thôi là sâu răng xấu lắm đó. Dạ em biết rồi, mỗi ngày em chỉ ăn 1-2 cây thôi mà. Ừ. Thôi, thưa anh Vinh em về. Bữa nay anh Tài vui chứ anh? Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Trước những trận đấu lớn á thì phải xả stress chứ. Nếu anh em mình cứ để đầu óc căng thẳng như vậy á thì là thua chắc rồi. Chú có suy nghĩ giống như anh vậy. Thôi chú về nghỉ đi, tối qua nhà anh, chúng ta sẽ bàn công việc. Chú hứa là cung cấp cho anh những gì, nhớ nghe. Anh yên tâm đi, em hứa thì em sẽ thực hiện mà. Tối nay em sẽ mang món quà qua cho anh. Ừ, ok. Anh sẽ đợi chú. Chú giúp anh lần này, anh sẽ không quên ơn chú đâu. Thôi, tối gặp lại. Chú về đi. Chào anh. Sao anh em ở đây có thoải mái không? À, dạ. Nếu có gì không hài lòng cứ nói cho anh biết nha. Dạ tụi em cảm thấy rất là thoải mái, giống như ở nhà của mình vậy, không có vấn đề gì hết. Lâu lâu anh em mình tập trung lại như vậy thấy cũng vui đó anh Tài. Ừ. Làm cho em nhớ tới ngày xưa lúc anh em mới tập hợp lại với nhau cũng ở như vậy nè. Ok em. Được rồi, cứ từ từ.
Ngày xưa anh em mình còn nghèo mà, nhưng nhờ mấy chú theo và giúp đỡ anh mới có được ngày hôm nay đó. Dạ. Nhưng nhờ anh Tài giúp đỡ anh em nên anh em mới có được như ngày hôm nay. Nếu không có anh Tài á thì anh em lại dẫn đầu đường xó chợ rồi. Là anh em mà phải đồng cam cộng khổ với nhau. Nhưng anh em nhớ là phải để ý giùm anh nha. Thằng bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh Tài cứ yên tâm đi, đừng nói gì tới cái thằng bóng ma. Cả con ruồi không lọt vô nhà được mà anh. Thôi anh em cứ tự nhiên vui vẻ với mấy em đi nghe. Dạ anh Thiên, anh Tài đang chờ anh ở trong á. Ừ. Em mời anh. Chào anh Tài. Chào chú. Anh chờ chú nãy giờ đó. Vậy bây giờ mình lên lầu nói chuyện cho thoải mái. Ở dưới này anh em đông lắm. Ừ. Để anh kêu tụi nó chuẩn bị đồ nhắm, anh em mình lấy rai. Hay đó anh Tài, có chút mồi chút rượu anh em mình dễ nói chuyện hơn. Mấy em mang rượu với mồi lên cho anh nha. Dạ. Dạ. Đi chú. Dạ. Mời chú. Mời anh. Đúng là Nhật Thiên. Sao hắn ta lại có mặt ở đây? Chú rất là hợp ý với anh. Đúng là chúng ta phải hợp tác với nhau càng sớm càng tốt. Bây giờ đâu có muộn đâu anh. Tất cả mọi chuyện nằm trong tay chúng ta hết rồi. Biết là vậy, nhưng sớm sẽ tốt hơn. Biết sớm hơn, biết đâu chú đã là người của anh chứ đâu phải của David. Không anh à, em thì suy nghĩ ngược lại. Chính vì làm cho David nên em mới có tất cả những thông tin đi cung cấp cho anh. Có lợi cho chúng ta. Cũng đúng. Nhưng nếu được, anh vẫn thích chú về làm với anh. Thằng khốn, mày dám phản bội ông chủ, tao sẽ khử mày.
để mời anh. Em mời hai anh dùng. Dạ. Mời anh Tài. Mời chú. Cạn ly. Cạn ly. Hôm nay sinh nhật Hiền chắc vui lắm ha. Ừ. Chúc mừng sinh nhật Hiền. Cảm ơn bạn nha. Hai đứa vô đây con. Dạ. Mấy bạn vô đi. Mấy đứa ơi, vô ngồi luôn đi con. Thôi mình vô đi. Ừ. Mình ngồi chỗ này. Mời anh Tài. Càng ly. Càng ly. Hôm qua thằng Bóng Ma lại xuất hiện ở nhà anh, nhưng mà hình như nó xuất hiện cho vui thôi. Con Eo Ly cũng chẳng làm được gì nó. Chán quá. Nó ngán anh rồi. Nó không ngờ bị anh đưa vào trồng chứ gì. Có lẽ là vậy. Nhưng hình như chú có chút manh mối nào về tên Bóng Ma đúng không? Chú đừng có giấu anh. Anh biết chú luôn bí mật theo dõi thằng Bóng Ma bấy lâu nay. Chú căm tức nó lắm mà, đúng không? Đúng vậy. Em căm hận nó tận xương tủy nè. Nhưng mà em nhớ không lầm, không chỉ có mình em hận nó đâu. Cả anh và tất cả các anh em trong giang hồ từng bị nó hất tay trên nữa. Nhưng mà thằng Bóng Ma không phải tầm thường. Em theo dõi nó bấy lâu nay, chưa tìm được manh mối gì hết. Đúng là thằng đó khó chơi thật. Thôi, vô đi. Mời. Tuy là không có thông tin về thằng Bóng Ma, nhưng mà em có thông tin về David và còn Ellie. Em nghĩ là rất đáng giá cho anh đó. Hay đó. Tin gì chú nói đi. Con Ellie nó thất bại một lần nữa rồi. Bây giờ chắc David đang sốt ruột lắm. Có lẽ ông ấy sẽ gạt Ellie ra thay bằng một đứa khác trong nay mai. Vậy hả? Vậy là theo chú, con nhỏ thay thế con Ellie là con nhỏ sát thủ gì mà chú từng nói danh à? Đúng vậy. Nó chính là con Mina, một sát thủ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất của David. Mời anh. Vô. À, đây. Đây là tất cả những mối làm ăn của ông David. Em đem tới cho anh như đã hứa. Cảm ơn chú. Cái này với anh rất đáng giá. Đây là phần thưởng của chú. Anh cảm ơn chú. Có vẻ đây là thông tin mà chú bán cho anh đắt giá nhất từ trước tới nay. Chú có cần thêm không? Anh sẽ đưa cho chú mượn để xoay sở. Cảm ơn anh. Không cần đâu. Tuy là em đang cần tiền để làm ăn, nhưng mà em nghĩ bao nhiêu đây á, chắc là cũng đủ rồi. Mời chú. Mời anh. Cạn. Cạn.
chắc trên này chỉ có hai chúng ta chứ? Không có ai đâu. Kiki ngoan. À, chắc là nó thấy chú lạ nên mới sủa đó. Đây là cục cưng của anh. Thôi mình nhậu tiếp đi. Mời anh. Thấy người khác phải chết trước mặt mình, cho dù người đó đáng bị chết. Vậy xem như chúng ta đã hiểu rõ về nhau. Từ bây giờ anh nên cẩn thận, bởi vì nếu gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Không khác được đâu. Hey, đồ ăn đây, đồ ăn đây, đồ ăn tới nha, đồ ăn tới nha. Rồi, đồ ăn tới rồi nha. Đây. Anh ơi, hôm nay hai anh em mình vô vai phục vụ á, không biết có tiền bo không ta? Dữ rồi nha. Anh Vinh ơi. Hả? Sao giờ này chưa thấy chị Ly tới nữa hả anh? Chắc chắn là một chút nữa chị Ly sẽ tới. Không sao đâu. Thôi bây giờ bé Hiền cứ khai tiệc trước đi ha. Chắc chắn lát nữa chị Ly sẽ tới. Nhưng em muốn chị Ly tới vợ. Không có chị Ly em buồn lắm. Anh Vinh biết rồi. Bé Hiền nghe lời anh Vinh đi. Cứ bắt đầu trước đi. Đừng để cho các bạn chờ đợi. Xong lát nữa chị Ly tới, chị Ly sẽ nhập tiệc chung luôn ha. Dạ. Ôi, nước đây, nước đây, nước đây. Chú rất là hợp ý với anh. Đúng là chúng ta phải hợp tác với nhau càng sớm càng tốt. Bây giờ đâu có muộn đâu anh. Tất cả mọi chuyện nằm trong tay chúng ta hết rồi. Đây, đây là tất cả những mối làm ăn của ông đời biết. Em đem tới cho anh gì đặc biệt. Cảm ơn chú. Chị vô chơi với tụi em đi, vui lắm á. Vô chơi đi chị. Cố lên. À, trời. Thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. À, thì ra là muốn mời tôi đi dự buổi sinh nhật. Mà anh phải bài tới cách này. Anh không sợ tôi sẽ không nương tay với anh sao? Tôi không sợ. Bởi vì với tôi, bé Hiền còn hơn cả một đứa em gái. Anh Hai Bo, giờ này anh đang ở đâu vậy? Em cần có anh bên cạnh lúc này. Ở bên cạnh như anh đã từng hứa với em.
Em cần anh một lời khuyên và sự che chở. Anh sẽ luôn bên cạnh mấy ba để chăm sóc cho em. Xin mời các bạn, xin mời các bạn ngồi đi, ngồi đi ha. Ngồi đi con. Ngồi đi Hữu. À, chị Thu, qua bển ngồi đi. Rồi, bây giờ xin mời các bạn chúng ta nhập tiệc nha. Khốn Nhật Thiên dám phản bội ông chủ, nếu có thể tao đã khử mày ngay lúc đó rồi. Dạ thưa ông chủ, tôi có chuyện muốn báo. Nói đi. Thằng Nhật Thiên đã phản bội chúng ta rồi. Cái gì? Nó dám phản bội sao? Mà sao cô biết được? Em theo dõi tài lì theo lệnh của ông chủ và phát hiện ra nó ở đó. Nó đã bán những bí mật của tổ chức chúng ta cho tài lì. Em đã định khử nó ngay lúc đó. Đừng manh động. Khử nó thì dễ, nhưng tạm thời đừng gây kích động cho đám tài lì. Đó còn có mối quan hệ làm ăn với chúng ta nữa. Vậy bây giờ ông chủ tính sao với thằng Nhật Thiên? Khử nó. Nhưng tốt nhất hãy bắt sống nó, bắt nó khai ra những gì, rồi sau đó hãy khử. Rõ. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Thấy Hữu à, xiên không? Anh Hữu qua đây em bo cho anh Hữu nè. À, có tiền bo nữa hả? Đã. Đã nha. Được. Đâu, bo đâu? Bo cho anh Hữu nè. Bo cho anh Hữu thôi nè. Từ. Chạy hả? Thank you.
căn nhà mà Nhật Thiên đang ở, cũng chính là căn nhà tôi cấp cho anh em làm trụ sở. Phòng của Nhật Thiên trên lầu. An tâm mà hành động, căn nhà đã ít có người ở lại lắm. Ngoài Nhật Thiên, nếu có chuyện gì thì tụi nó mới tập trung lại. Thôi, thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi mấy đứa. Nè, nghe dì Thu nói nè. Dì Thu cảm ơn mấy đứa đến dự sinh nhật của bé Hiền nha. Nhưng mà bây giờ khuya rồi, tụi con về nhà ngủ đi. Không thôi ba má trông, nghe không? Ngày mai rảnh qua chơi. Dạ, Thu muốn về. Nhớ nhà, nhớ nhà mấy bạn. Nhớ là ngày mai qua chơi nha. Rồi mấy đứa về ha. Rồi. Trời mệt thiệt á. Thôi 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 được rồi, để đó đi, mấy chị làm cho. Anh, sao hôm nay em thấy anh buồn vậy? Thì vừa vui vừa buồn. Vui thì em thấy rồi, nhưng mà buồn hả? Nè, anh đừng có nói với em á là anh buồn vì cô ta nha. Anh buồn một, còn bé Hiền buồn tới hai. Bé Hiền nó cứ hỏi thăm chị Ly. Em thấy bé Hiền nó cũng vui mà, đừng buồn mà anh. Anh đừng có bận tâm nữa, có gì đâu, từ từ nó cũng quên à. Người buồn hôm nay nhất á là em nè. Em sao buồn? Anh không thấy hả? Mặt em nè, nè. Trời ơi. Anh Vinh ơi. Hả? Vậy là chị Ly không tới hả anh? Chắc là chị Ly hôm nay bận công chuyện không có tới được. Nhưng mà không sao đâu, hôm sau anh sẽ nói với chị Ly đền bù lại cho em. Dạ nha. Nhật Thiên, sao rồi? Dạ, ở đây không có ai cả. Tại sao như vậy được? Cô đã tìm kỹ chưa? Em đã tìm kỹ rồi, không có bóng dáng của ai hết. Không lẽ thằng Nhật Thiên nó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta sao? Lúc đó cô không để lộ ra chứ? Không thể như vậy được. Có lẽ nó có việc đột xuất nên ra ngoài rồi. Hay ông chủ gọi thử xem nó đang ở đâu. Em sẽ trực tiếp đến bắt nó. Ok, nhớ chỉ bắt nó thôi, đừng có đụng đến những người khác. Em hiểu. Thank you.
sau đêm nay mình sẽ có tất cả. Dạ em nghe đây ông chủ. Nhật Thiên hả? Dạ. Cậu đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Có gì không ông chủ? Vậy à? Sao tôi gọi về nhà mà không ai bắt máy hết? Em cũng mới ra ngoài ăn tối. Ông chủ gọi em có chuyện gì không ạ? Lúc nào mà không có việc. Bây giờ cậu về nhà ngay đi. Lát nữa có đối tác của chúng ta đến gặp cậu để trao đổi việc mua bán thuốc lắc. Ông chủ có thể hẹn đối tác sáng ngày mai được không ạ? Bây giờ em có công việc phải đi rồi. Có người bà con của em mới mất ở dưới quê. Đây là công việc có tính chất quan trọng. Cậu phải có mặt để thay tôi giao dịch. Còn chuyện bà con thì dù gì cũng chết rồi. Mai về có sao đâu. Dạ em lỡ trên đường về quê rồi. Bây giờ có quay lại á cũng không kịp đâu. Cái gì? Cậu vừa nói với tôi cậu ra ngoài ăn tối. Bây giờ cậu lên xe hồi nào mà nhanh vậy? Dạ tại vì em sợ ông chủ trách sao không ở nhà. Em đã về gần tới quê rồi. Có gì sáng mai em sẽ lên sớm để gặp đối tác nha. Ông chủ yên tâm, em sẽ lên sớm thôi. Nhật Thiên, đúng là mày bị chết. Nhật Thiên, nhưng có vẻ... Dạ em hiểu rồi. Dạ. Dạ dạ. Trời ơi chán quá, sáng giờ không có cốt nào trơn. Chịu thôi chứ mày than cái gì. Thank you.
Bé Hiền để phần cho chị Ly hả? Dạ. Thôi bây giờ dậy đi, bé Hiền để bánh kem ở trong tủ lạnh đi. Nếu mà chị Ly tới thì bé Hiền mời chị Ly ăn, không thôi thì bé Hiền ăn luôn phần của chị Ly ha. Dạ. Không nên. Bánh kem mà để vào tủ lạnh thì sẽ không còn ngon nữa. À chị Ly. Bé Hiền. Dạ. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chị có việc nên tới trễ. Dạ không sao. Vậy mà em cứ tưởng gì không tới nữa chứ. Có chứ. Chị phải đến. Vì đây là sinh nhật của em mà. Tặng bé Hiền quà sinh nhật nè. Dạ em cảm ơn chị. Hả? Cô ta cũng đẹp thiệt hả Na? Ủa mà em nói gì? Trời, anh làm gì mà chết đứng như Từ Hải vậy? Nè, đừng có nói với tôi là bị tiếng xe ái tình nha. À, đâu có, anh đang nghĩ tới một câu chuyện mà. À, mà vừa rồi em nói cái gì mà xét. Ủa, em đâu có hỏi anh gì đâu. Còn tiếng sét của em vừa nói á, có nghĩa là tiếng sét của ái tình đó, anh biết không? Ừ. Hôm nay là sinh nhật của bé Hiền, thấy em xinh quá. Chào cô. Mời cô ngồi. Chị ngồi đây đi. Chị Ly, em có chừa bánh kem cho chị ăn nè. Chị ăn đi, ngon lắm á. Cảm ơn em. Tôi đã gọi cho nó. Sáng mai nó sẽ về nhà sớm. Nên cô cứ ở đó đợi nó đi. Nhớ bắt nó khai ra tất cả trước khi khử nó. Như vậy là đêm nay chỉ có tao và mày. Ngon quá. Ăn nữa đi chạy. Hôm nay em có vui không? Dạ vui lắm đó chạy. Chào cô. Cô là bạn của chú Vinh hả? Dạ, giới thiệu với chị, đây là Ly, bạn của em. Còn đây là chị Thu, mẹ của bé Hiền. Chào cô. Em chào chị. Cô này có phải người của bé Hiền không? Đúng rồi đó. Nghe bé Hiền nhắc cô ta hoài mà giờ mới thấy. Cô cũng đẹp ha. Mà hình như cậu Vinh thích cổ phải không? Sao nhìn cổ hoài vậy? Tiếng xe ai tình. Em ngồi chơi nha. Đi vô. Đi vô trước đi. Bé Hiền. Dạ. Mặt dính kem kìa. Trời ơi, nhìn xấu dễ sợ luôn á. Em chưa hết rồi chứ bộ. Mà anh còn dính nhiều hơn em nữa. Thôi, vậy hai anh em mình vô rửa ha. Dạ. Alo. Dạ, chưa thấy nó ra. Nó đang chuẩn bị ra đó. Sẵn sàng đi. Dạ. Sao rồi anh? Con nhỏ đó còn chưa ra. Chắc tụi nó còn chia tay chia chân gì trong đó. À, nãy giờ anh Thiên có gọi cho anh không? Có. Anh nhắc anh em mình phải cẩn thận. Phi vụ này anh Thiên giao cho anh em mình. Làm sao thì làm, đừng làm anh thất vọng đó. Ừ, tất nhiên. À, mà tao thắc mắc, anh Thiên thiếu gì đàn em mà sao lại chọn hai anh em mình? Tao cũng không biết. Có lẽ đàn em ảnh bận, mà anh đã dặn kỹ rồi đó. Sơ suất một cái là ngụm của tỏi. Anh nói có thể nó có súng thật đó. Ừ, tao biết rồi. Vụ này chắc căng lắm, nên ảnh mới nhờ tới anh em mình. Hàng gì anh hứa sẽ chia đậm nếu anh em mình thành công.
anh Thiên gọi. Chắc anh cũng đang sốt ruột nha anh em mình. Alo, em nghe anh Thiên. Tình hình sao rồi? Dạ, nó đang ở trong đó, vẫn chưa thấy ra. Tụi em cũng đang đợi. Thì cố gắng đợi đi, đừng có nôn nóng. Chờ nó ra, đúng kế hoạch mà làm. Ok anh, em hiểu rồi. Ừ, vụ này căng lắm đó, nên tôi mới nhờ hai chú. Thành công á, tôi không quên ơn hai chú đâu. Anh đừng có nói vậy, anh em với nhau không mà. Anh an tâm, em sẽ làm theo kế hoạch của anh. Anh cứ đợi tụi em nha, có gì em sẽ gọi anh liền. Ok, tôi tin vào hai chú đó. Thằng này đúng là đang có phi vụ gì rồi, tạm thời chưa thể ra tay được. Hay là cô ngồi đây để tôi vô trong làm vài món cho cô ăn nha. Cảm ơn anh, như đây là đủ rồi. Bây giờ tôi phải về đây. Vậy hả? Ừ. Chắc là cô bận lắm mà cho nên là... Không, anh quên là chúng ta đã thỏa thuận hay sao? Tôi đã rất do dự khi đến đây. Tôi hiểu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Ừ. Bé Hiền. Dạ. Chị Ly kêu em hả? Bé Hiền, bây giờ chị phải đi về rồi. Chúc bé Hiền luôn chăm ngoan và học giỏi nha. Sao chị về sớm vậy? Mẹ em vừa nấu một nồi phở, lát đem lên cho mọi người ăn. Chị ở lại ăn với em đi. Chị rất tiếc, chị rất muốn ở lại ăn phở của mẹ em lắm. Nhưng bây giờ chị có việc bận rồi. Khi khác nha bé Hiền. Em tưởng chị Ly ở lại với em lâu lắm. Bé Hiền nè, chắc chị có việc bận á, để chị đi về đi. Còn nhiều dịp mà em nhá. Dạ. Để tôi tiễn cô. Không cần đâu, chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà. Anh hai, giữ chị Ly lại đi anh hai. Chị Ly có công chuyện, chị Ly phải về. Bé ba đừng có ép chị Ly nữa nha. Anh Vinh, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh ra ngoài với tôi một chút được không? Được thôi, vậy thì chúng ta đi. Ừ. Chị về nghe bé Hiền. Dạ. Ừ. Cảm ơn anh. Alo. Dạ em nghe nè anh. Nãy giờ mày đang ở đâu? Sao nó gọi mày không bắt máy? Dạ, tại anh đang chạy, giờ mới nghe điện thoại anh nè. Mày chạy đi đâu? Mày bị phát hiện rồi hả? Dạ, cũng chưa chắc nữa anh. Tại hồi nãy em để chuông điện thoại lớn quá, em sợ nó phát hiện nên em bỏ chạy. Đồ ngu! Sao mày không cài chế độ rung mà để chuông làm chi cho nó phát hiện? Bây giờ mày đang ở đâu? Dạ, nãy giờ em sợ quá, em ngắm đầu em chạy. Em đang ở khu miếu quan. Giờ mày cứ ở đó đi, có gì tao gọi cho mày sao? Dạ dạ. Ngu như bò vậy đó. Tại sao bé Hiền lại gọi anh là anh hai? Đôi lâu bé Hiền mới gọi như vậy thôi. Hoặc là những trường hợp đặc biệt, hay là phản ứng tự nhiên. Ủa, mà sao cô lại hỏi như vậy?
À, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạ là bé Hiền thay đổi cách xưng hô với anh vậy thôi. Thôi, tôi phải về đây. Cảm ơn anh về câu chuyện anh vừa kể với tôi. Cho tôi gửi lời chào bé Hiền và tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn cô đã đến dự sinh nhật của bé Hiền. Chị, đi đâu em chở đi luôn. Không, tôi không cần đâu. Thằng Thiên nó có phát hiện nó là đàn em của mày không? Dạ chắc không đâu anh ba. Nó bỏ chạy khi vừa nghe tiếng chuông. Chắc thằng Thiên không biết nó là ai đâu. Mà có biết á thì cũng không biết nó là đàn em của mình đâu. Tại vì thằng này á, nó là thằng cắt kém mà anh ba. Vậy thì không có gì phải lo hết. À, mà nó nói là thằng Thiên đang có phi vụ gì phải không? Dạ nó cũng không nghe rõ nữa. Nó cũng không biết phi vụ gì. Nó chỉ biết là một mình thằng Thiên đang ngồi đợi ai đó trong một căn miếu quan. Chắc là phi vụ gì đó bí ẩn có liên quan tới thằng Tài Lì. Hoặc nhóm giang hồ nào đó mà nó đang quan hệ sau lưng của David Hồ. Thằng này ma mảnh lắm. Dạ, anh ba nói đúng đó anh ba. Nếu mình khử được nó, là mình chặt được cánh tay phải của David và Tài Lì. Một mũi tên mà bắn trúng hai con nhạn. Mày nói hay lắm. Chưa khử được thằng Hải Sơn, thì mày cứ khử thằng Nhật Thiên cho đỡ buồn. Nhưng mà phải nặng hơn thằng Hải Sơn. Dạ. Em biết rồi anh ba. Theo chúng ta biết thì nó có hai chỗ đi lui tới. Chắc chắn nó sẽ tới đó. Em biết anh ba nói là nơi nào rồi. Em sẽ phục kích sẵn ở đó. Chị Ly về sớm buồn quá à. Em tưởng gì Ly ở lại chơi luôn chứ. Chị Ly có công chuyện cho nên chị Ly phải về. Thôi bé Hiền đừng buồn nữa, còn nhiều dịp mà đúng không nè? Dạ em biết rồi, nhưng mà em thấy buồn buồn sao á. Nếu có chị Ly ở đây thì vui hơn. Có chị Ly ở đây á thì chắc chắn là phải vui rồi. Nhưng mà không phải một mình bé Hiền, mà còn nhiều người nữa kìa. Dạ, từ khi á em thấy chị Ly xuất hiện á hả, là anh nhìn vui hơn á. Nè, không được đầu độc trẻ em như vậy nghe. Ủa, em đâu có đầu độc gì đâu, có làm sao em nói như vậy mà. Đúng không bé Hiền? Dạ đúng.
Anh Vinh ơi, có người gửi thư cho anh nè. Ai gửi cho anh vậy? Dạ em không biết. Được rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh Vinh, có chuyện gì vậy? Nó đã bị em chụp thuốc mê, bây giờ còn mê man, bây giờ tính sao? Tụi bay nghĩ tính nó làm sao đây? Tướng con này đã quá, hay là cho tụi em vui vẻ với nó một chút đi, rồi chuyện gì tính sao? Em cũng nghĩ vậy đó anh Thiên. Con nhỏ này tướng ngon quá. Đúng là nó rất đẹp, ánh mắt nó bình thường nhìn rất sắc lạnh, nhưng bây giờ thì lại rất đẹp. Bóng ma, mày mang vali chứa tiền lên khu miếu quan, nhớ là chỉ đi một mình. Nếu như sai lời, tính mạng của Ellie sẽ không bảo đảm đâu. Tạt nước cho nó tỉnh dậy đi. Dạ. Tỉnh rồi hả cưng? Đây là đâu vậy? Nhật Thiên, đúng là anh đây. Cưng tỉnh rồi hả? Nhật Thiên, mày làm gì vậy? Cởi trói cho tao mau. Ngồi im, đừng có cửa quậy. Cứ nằm trong tay anh rồi, khôn hồn thì nằm yên đó. Nếu không á, không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Thằng chó, mày định làm gì vậy? Mày dám bắt cóc tao hả? Mày không sợ ông chủ hỏi tội mày sao? Cô hỏi nhiều quá, làm sao trả lời hết cho cô được. Thôi được rồi, tôi sẽ trả lời từ từ cho cô hiểu nè. Cô hỏi tôi có sợ ông chủ không? Sợ chứ, rất là sợ. Ông chủ mà, ai không sợ hết tôi bay. Nhưng mà xong vụ này á thì hết rồi. Vì sao bắt cóc cô hả? Vì tôi muốn gặp thằng bóng ma, vậy lấy lại cái vali của nó. Cô hiểu chưa? Thằng chó, mày dám làm như vậy hả Nhật Thiên? Có gì mà không dám chứ. Bắt thằng bóng ma phải trả lại cái vali dùng cách này á là hợp lý nhất. Tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn đâu. Chuyện tao làm tao chịu, không liên quan tới người khác. Nhìn có vẻ cô lo lắng cho thằng bóng ma quá hả? Nếu tôi nhớ không lầm, cách đây mấy ngày cô còn muốn lấy mạng nó mà. Chuyện nào ra chuyện đó, ngay cả bây giờ tôi vẫn muốn lấy mạng của nó.
vì đó là lệnh của ông chủ. Tốt nhất mày nên thả tao ra. Nó cũng không đến nỗi ngu mà vì tao mang cái vali đến cho mày đâu. Tao sẽ coi như không có chuyện gì và sẽ không báo cho ông chủ biết. Eli à, có vẻ em tốt với anh quá chứ. Nhưng mà để coi thằng bóng ma có mang chiếc vali tới hay không. Nếu không á thì chúng ta sẽ tính cách khác. Ok. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Dù gì mình cũng là đồng nghiệp mà, cũng từng làm chung một bắn. Là có cái gì để uống không? Trước sau nó cũng về thôi. Đi. Đàn em của mày đó hả? Không phải. Đây á, toàn là những người bạn. Những người bạn cùng chung chí hướng. Sao? Có ý kiến gì về họ hả? Hay là trong lúc họ hành động không được nhẹ tay hả? Nhưng mà không sao. Nếu vậy á, anh nói tụi nó lần sau nhẹ nhàng với em hơn nhé. Sao mày dám làm như vậy hả Nhật Thiên? Ông chủ mà biết chuyện sẽ không tha cho mày đâu. Đừng có đem ông chủ ra hù tao. Ổng là cái gì chứ? Chẳng qua ổng giàu có gì có thế lực vậy thôi. Sao đêm nay tao cũng sẽ giàu có giống nhỏng. Hình như mày có vẻ căm thù ông chủ lắm. Không, kẻ tao căm hận chính là thằng bóng ma. Và mày đó Eli à, vì thằng bóng ma mà ông chủ mất tin tưởng ở tao, rồi sau đó mày nhảy vào lấy mất phần việc sát thủ của tao. Đấy, tao từ một thằng sát thủ đang được trọng dụng trở thành thằng lính chỉ đường. Mày có biết là tao căm hận mình như thế nào không hả? Tao căm hận tụi mày đến tận xương tủy. Và tao cũng căm hận luôn cả ông chủ. Ông ta đã vì mày mà bỏ rơi tao, coi thường tao. Nhưng mà mày hãy đợi đó. Sau đêm nay tao sẽ trở nên giàu có.
tao sẽ làm tất cả để giành lấy quyền thế của ông ta. Mày cười cái gì chứ? Tao cười chỉ thấy mày ngây thơ quá. Mày lấy cái vali, mày cũng chẳng có mật mã để mở. Tao nói cho mày biết, chính mày mới ngây thơ đó. Tao đâu có ngu để không hiểu điều đó chứ. Cái mật mã đó ngoài ông chủ biết, còn có một kẻ khác biết nữa, đúng không? Tài Ly. Đúng, chính ông ta. Giờ này chắc hắn đang vui vẻ với mấy ả gái của hắn rồi. Nhưng làm sao mày có thể lấy được mật mã từ tay Tài Ly? Thì cũng làm giống như mày thôi, bắt cóc và truy hỏi. Với một kẻ như Tài Ly á, chỉ cần dí dao vô cổ, hắn sẽ khai tất cả. Số tiền trong cái vali đó sẽ thuộc cho tao hoàn toàn, và cả tờ giấy bí mật nữa. Có thể nó là cả một gia tài, đủ cho tao sống phè phỡn suốt cuộc đời này. Thì ra mày đã có ý định phản bội ông chủ từ lâu, và kẻ theo dõi tao lúc đó cũng chính là mày. Đúng vậy. Bây giờ thì mày biết hết tất cả rồi đó. Anh Thi, nó tới rồi. Chuẩn bị tiếp khách. Dán mày nó lại. Dạ. Nguyễn. Chào mừng khách quý đến thăm. Tụi mày đối xử với cổ như vậy sao? Thả cô ấy ra. Một bóng ma nổi tiếng như lạnh lùng mà biết lo lắng cho một cô gái sao? Mà thậm chí là cô gái từng truy sát mình. Lạ quá đó. Mày muốn gì? Chú nói thẳng ra đi. Mày hiểu mà. Mày muốn lấy chiếc vali, tao với mày sẽ trao đổi. Mày sẽ có nó với điều kiện mày phải thả cô ấy ra. Đâu dễ dàng như vậy. Mày thả người trước đi, rồi vali sẽ thuộc về mày. Không, đưa vali tao kiểm tra trước, rồi tao sẽ thả người. Vali này nó có mã số, chắc là mày biết. Nhưng nó chỉ được giải 3 lần, nếu không nó sẽ nổ tung. Mày biết điều đó chứ? Tại sao? Tao đã mở nó 2 lần. Nếu như mày nhận nó, tao biết chắc mày sẽ kiểm tra. Còn nếu như mày mở sai, thì cả mày và nó sẽ tan thành tro bụi. Sao? Mày muốn thử không? Tại sao không? Đưa đây. Không được. Nếu như mày mở sai, thì tụi tao cũng phải chết chung với mày. Tao thì không quan tâm đến chiếc vali này. Tao muốn rời khỏi đây trước khi mày mở. Tao muốn coi nó là thật hay giả. Ok, để tao mở cho mày coi. Không cần. Mày đặt nó xuống, tao thả con Ellie ra. Ok, tao sẽ đặt nó xuống. Tụi mày mà làm càng, tao sẽ cho nó nổ tung. Lúc đó sẽ chết cả đám. Thả cô ấy ra. Rồi thôi. Mày dám? Mày dám không? Tao thách mày đó. Sao lại không dám? Mày làm gì? Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ. Mày mà làm càng, tao sẽ cho nó nổ tung đó. Kêu đàn em mà bỏ xuống súng. Anh Thiên, tụi mày bỉ đi.
Đứng im. Thôi đi, có kéo mình gần rồi. Dạ. Rút đi. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ giờ này nó phải ở đây chứ. Thằng này không lẽ nó về khách sạn của nó? Dạ chắc không đâu anh Tuấn. Nếu đúng nó đang làm phi vụ nào đó, chắc chắn nó không về khách sạn, vì cho nó không tiện. Chỉ sợ là không biết hồi nãy có đúng là nó phát hiện chúng ta không. Nếu không thì nó đâu cần phải chuyển nơi khác. Mẹ nó, đúng là thằng ăn hại. Kêu nó theo dõi thằng Thiên, cuối cùng thằng Thiên lại phát hiện. Để tao gọi nó coi sao. Dạ alo. Alo. Nãy giờ mày làm gì đó? Dạ em vẫn ngồi ở đây. Hồi nãy anh kêu em ở đây mà. Vậy nãy giờ mày có thấy thằng Thiên ở đó không? Dạ em cũng không biết nữa. Nãy giờ em đang đứng đây, chưa dám vào trong đó, sợ nó phát hiện. Tóm lại là mày cũng biết nó còn ở đó hay là không chứ gì, đúng không? Dạ. Vậy thì mày mau quay lại trong đó coi nó còn trong đó hay không. Dạ dạ dạ. Dừng xe lại đi. Dừng xe lại đi. Tôi nói dừng xe lại. Có chuyện gì vậy? Ellie. Ellie. Cô sao vậy? Tại sao anh lại dễ dàng giao đi chiếc vali cho hắn như vậy? Anh có biết rằng tôi đã rất khó khăn như thế nào để có thể lấy lại được chiếc vali đó hay không? Cô đã rất khó khăn để lấy lại chiếc vali, kể cả tính mạng của tôi. Đúng. Vậy thì tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi đã giao chiếc vali đó cho Nhật Thiên. Bởi vì tôi đã bảo vệ được tính mạng của mình, và tính mạng của tôi đã không còn nằm trong tầm ngắm của cô. Không đâu, anh đừng có ảo tưởng. Chiếc vali đó quan trọng đối với cô như vậy sao? Sao lại không? Nếu không thì tại sao tôi lại có thể liều cả tính mạng của mình để lấy lại chiếc vali đó? Nếu như có thể lấy lại được chiếc vali đó, tôi sẽ rời khỏi tổ chức và tìm lại người thân của mình. Nhưng anh đã giao nó cho Nhật Thiên thì chẳng khác nào anh đã khép tất cả cánh cửa tự do trước mặt tôi. Emily à, cô bình tĩnh lại đi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Anh nói đi. Vậy đó kìa, bị nhanh lên. Sao tụi nó lại muốn khử thằng Nhật Thiên chứ? Xem ra thằng Nhật Thiên này cũng có vẻ nhiều bí ẩn quá.
mẹ nữa, không biết bọn nào dám chơi tụi mình nữa. Lên lầu bằng bó vết thương đi. Đi. Vô đây, tao lấy đồ băng bó vết thương cho. Dạ. Anh cho em ít thuốc sát trùng và bông băng là được rồi. Để em làm cho. Ừ. Không biết bọn vừa rồi là bọn nào dám tấn công tụi mình nữa. Tụi mày có đứa nào thấy mặt đó không? Dạ, tối quá tụi em không nhìn rõ. Nó phục kích sẵn trong nhà, chờ mình về là nhào lại tấn công. Có lẽ mục đích của nó là nhắm vào anh. Cũng may làm đỡ cho anh một dao. Cũng hên anh móc súng ra bắn liền. Tụi nó sợ nên mới rút. Mà hình như tụi nó nghĩ là anh không có súng. Khi thấy anh bắn, tụi nó bỏ chạy cả đám. Tụi nó lợi dụng đêm khuya để xử tao. Với lại cứ nghĩ là tao về một mình nên không phòng bị trước. Ừ, dạ chắc vậy. Lúc đó em mà móc súng ra kịp, tụi nó chết với em. Bây giờ coi như xong hết rồi. Mình tính sao đây anh? Bây giờ mày đưa nó lên trạm, khâu lại vết thương đi. Rồi hai đứa về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục công việc, bắt sống tài liệu, lấy mặt mà. Anh yên tâm, tụi em sẽ bắt sống tài liệu cho anh. Ừ. Hai đứa giúp anh, dạ. Anh sẽ không quên ơn hai đứa đâu. Sau này á, anh mà gây dựng cơ nghiệp được, hai đứa sẽ là hai cánh tay của anh. Ừ. Dạ. Được rồi, đi đi. Sắp tới anh em mình vô một vố đậm, tha hồ mà hưởng thụ. Mày đúng là thằng ham ăn nhậu. Có tiền mày không biết làm gì hết hả? Đầu tư vô làm ăn, tiền nó mới đẻ ra tiền chứ. Đồ ngu. Mà biết làm cái gì bây giờ? Thì cá độ đá banh, chơi số đề. Có vậy cũng không biết. Ngủ đi mấy cưng. Có nhiều tiền rồi, mình sẽ kéo bọn giang hồ về với mình, gây dựng thanh thế và lật đổ cái ông trùm hiện nay và cả lão trùm David nữa. Nhật Thiên. Kế hoạch lật đổ nghe có vẻ hay quá ha. Nãy giờ ta đã nghe hết kế hoạch của mày, hấp dẫn đó. Mina. Đúng ra khi hành động tao sẽ bịt mặt, nhưng mà vì chúng ta đã biết nhau rồi, bịt mặt thì cũng chẳng có ích lợi gì. Với lại đây là lần cuối cùng mày có vinh dự được nhìn thấy mặt tao.
Mina, cô về Việt Nam hồi nào mà không thông báo cho tôi biết vậy? Biết để làm gì? Để đề phòng và lên những kế hoạch khác lật đổ ông chủ hả? Cô nói gì thật sự tôi không hiểu hết. Ai lật đổ ai chứ? Tôi không hiểu những gì cô đang nói hết. Mày còn dám nói láo trước mặt tao hả? Tao đã đứng bên ngoài và nghe được hết câu chuyện của mày. Vậy mày có cần tao kêu hai thằng lính của mày dậy và nói chuyện với mày không? Mina, thật sự cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý định lật đổ ông chủ. Tôi luôn trung thành với ông chủ mà. Cô hiểu lầm tôi rồi. Vậy sao? Chiếc vali đó có nghĩa là sao? Tôi vừa lấy được của thằng bóng ma, định gửi gì cho ông chủ đây? Gửi về cho ông chủ, chứ không phải mày muốn chiếm đoạt nó để dùng số tiền trong đó dương lên lật đổ tất cả các ông trùm của băng nhóm hiện nay sao? Mina, cô bây giờ thì mày hết đường chối cãi rồi hả? Thôi được, tao sẽ tạo cho mày một con đường sống. Mày phải khai hết những gì mày đã nói và biết. Tao sẽ tha cho mày. Được, cô hỏi đi. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết. Tôi không giấu bất cứ điều gì đâu. Được, thành khẩn như vậy thì tốt. Tao chỉ muốn mày nói về những gì mà mày đã bán đứng ông chủ, thằng Tài Lì và thằng Bóng Ma. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Nhưng mà chỉ mong cô... Ok, nhưng phải nói thật. Bất cứ điều gì mà tao cảm thấy không đúng sự thật thì khẩu súng này sẽ nhả đạn ra đó. Mà tài bắn súng của tao thế nào thì chắc là mày cũng biết rồi. Anh nói sao? Chiếc vali đó là giả hả? Giả sử? Có hay không? Tôi không thích giả sử. Đối với cô là chỉ có yes hay no thôi sao? Thôi được rồi, bây giờ tạm thời bỏ chuyện chiếc vali qua một bên. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Chuyện gì anh cứ hỏi đi. Ông David ở bên Mỹ là người như thế nào mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy? Anh đang khai thác tôi đó hả? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi như vậy. Anh hỏi cô khác đi. Ok, hiện tại bây giờ ngoài cô và Nhật Thiên ra, ông ấy còn bao nhiêu đàn em và mối quan hệ làm ăn ở Việt Nam như thế nào? Tôi tưởng anh hỏi tôi những điều thuộc về cá nhân, không ngờ anh luôn hỏi về ông ta. Chắc là anh muốn biết đầy đủ các thông tin về ông ta để dễ dàng hành động chứ gì. Tôi nói vậy đúng ý anh rồi chứ? Tôi hỏi chỉ cho biết thôi, chứ không liên quan gì đến mọi hành động của tôi sau này. Bởi vì tôi muốn biết ông ta là người như thế nào mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy. Một người mà có thể điều khiển những kẻ sát thủ máu lạnh và giỏi tay nghề ở bên cạnh mình thì người đó đáng phải quan tâm, có đúng không? Thôi, nếu như cô không muốn trả lời thì thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi sẽ hỏi câu hỏi khác. Cô biết mật mã chiếc vali này chứ? Không, chỉ có ông chủ với Tài Lì biết thôi. Còn ai khác nữa không? Có lẽ là không. Thôi được rồi, tôi hỏi cô câu cuối. Như cô đã từng nói, nếu như cô có được chiếc vali này, cô sẽ rời khỏi tổ chức và tìm người thân của mình. Điều đó là như thế nào?
đã chăm sóc cho em. Ellie, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng. Đó là thỏa thuận giữa tôi và ông chủ. Tuy là không hoàn toàn như vậy, nhưng tôi sẽ tìm cách để làm được điều đó. Cô chỉ cần lấy lại chiếc vali thôi đúng không? Không. Ngoài chiếc vali còn có mạng của anh nữa. Tất cả là như vậy đó. Tất cả là sự thật sao? Còn Ellie và thằng bóng ma? Đúng vậy, tất cả là sự thật. Tôi đã khai hết tất cả những gì tôi biết cho cô nghe rồi. Tôi không giấu cô điều gì hết. Vậy là ngoài mày ra, con Ellie cũng đã từng phản bội ông chủ. Tụi mày đúng là nuôi ông tay áo. Mina, sao cô nói sẽ tha cho tôi mà? Sau khi tôi nói sự thật cho cô biết, cô định nuốt lời sao? Tao không nuốt lời. Chỉ có thằng ngu như mày mới tin vào những gì mà sát thủ chuyên nghiệp hứa. Ủa, tụi mày tỉnh rồi hả? Với một sát thủ như tao mà mày làm như vậy thì chết là đáng. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày. Nhờ mày mà ông chủ mới lấy lại được chiếc vali này. Em là người hiểu anh nhất mà. Vì vậy anh mới tin tưởng để giao cho em nhiệm vụ kế tiếp chứ. Không ngờ mình lại hoàn thành sớm vụ này như vậy. Ông chủ chắc là vui lắm đây. Mẹ nó, mày chết là đáng lắm. Có nhiều đó mà cũng để thằng bóng ma nó lừa. Ra là như vậy. Nghĩa là nếu như tôi giao chiếc vali đó cho cô thì mạng sống của tôi không được bảo đảm.
Vậy thì tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi giao chiếc vali đó cho Nhật Thiên. Ít ra thì tôi cũng bảo toàn được tính mạng của mình. Không hẳn. Hoặc là ông chủ sẽ giao cho tôi nhiệm vụ khác. Còn không, anh vẫn sẽ là con mồi mà tôi cần phải trừ khử. Với ông chủ, chiếc vali thì rất quan trọng, nhưng tính mạng của anh thì cũng quan trọng không kém lắm đâu. Cũng đúng thôi, bởi vì tôi đã phá rất nhiều vụ lầm ăn của lão ấy mà. Do đó, giữa chúng ta không nên có sự thân mật như vậy. Tôi cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi. Chúng ta chắc sẽ còn gặp nhau. Ellie, hãy quay trở về đi Ellie. Cô đừng chọn con đường này nữa. Tại sao cô cứ dấn thân vào công việc chỉ đem lại cho người khác sự đau khổ? Mặc dù tôi tiếp xúc với cô chưa nhiều, nhưng tôi biết bản chất của cô là người tốt, bé hiền và cả tôi nữa. Sẽ rất là đau lòng khi cô tiếp tục con đường này. Anh không định nói cho bé Hiền biết sự thật về con người tôi đó chứ? Tất nhiên là không. Nhưng mà có một ngày nào đó, bé Hiền vô tình biết được sự thật, con bé sẽ đau lòng lắm. Hãy nghe lời tôi, quay trở về đi. Giết gì tới ba người gan dữ vậy? Sao mà ác dữ vậy ta? Tay bóng ma này cũng ác ghê ha. Trời, dạ cảm ơn chú. Tầm bậy à, anh bóng ma không có ác như vậy đâu. Toàn cướp của người giàu chia cho người nghèo, thằng nào nói xấu anh như vậy chứ? Ừ đúng rồi đó, tôi cũng nghe nói á, ông bóng ma này hiền lắm, đâu có đời nào giết ai đâu. Hôm bữa ông còn bí mật cho tiền một số người nghèo nữa mà. Ừ tôi cũng nghe vậy. Ừ, tuy là ông không có đưa tận tay, nhưng mà tôi nghe ổng giúp nhiều người lắm á. Chắc ổng không có báo giết đây, người đâu. Đây, thôi đi đây. Bàn tán làm cái gì? Muốn biết hay không á, mua tờ báo là biết liền. Ê, dạ bán tờ báo mày. Dạ có liền. Dạ 5.000 tờ. Cô chú mua mấy tờ? Trời, mua một tờ thôi. Mày tưởng nó chơi vé số là sao mua mấy tờ mày? Dạ tại vì tờ báo này tính ổng hỏi như cắn chỏi mà. Con thấy hả, nhiều người mua tới 2-3 tờ lận á. Cái gì? Nóng hổi như cán chổi, văn chương gì kỳ vậy mày? Dạ tại chiều nay nếu như á mà không bán hết thì cán chổi vô đích. Nóng hổi à. Thôi để chị ủng hộ tờ nha, để chiều nay cán chổi khỏi vô đích. Dạ cảm ơn cô. Tiền nè. Cảm ơn chú. Ờ mà nè, nào giờ á con có nghe mà bóng ma mà đi giết người, chỉ có nghe bóng ma mà đi cướp tiền của những bọn xấu á. Ờ con đâu có biết gì đâu, tự tờ báo đi làm sao con nói gì thôi. Con chào cô chú con đi. Báo đây, báo mở đây, báo đây. Thôi muốn biết gì á mở ra coi biết chứ gì.
Nãy giờ quan sát con có thấy gì lạ không? Dạ không có gì lạ thưa thủ trưởng. Cả ba cái xác đều bị bắn từ cự ly gần cùng một loại súng. Đạn bắn là loại gì? Dạ loại KM54. Alo. Alo, anh Vinh hả? Anh có nhà không? Anh đang ở nhà đây. Dạ, để em chút em qua liền nha. Ok. Vô đi em. Uống cà phê không? Đến gọi ha. Dạ thôi anh. Em thấy nói chuyện qua điện thoại không tiện nên em qua đây. Em cũng đoán là anh đang ở nhà nên chạy thẳng tới luôn. Chuyện này là như thế nào vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Sáng nay báo nào cũng đưa tin như vậy. Cũng may là không ai biết. Nếu không thì... Đây là căn nhà của Nhật Thiên đúng không? Dạ. Nhưng mà không phải là anh ta đứng tên. Con đã hỏi tên chủ nhà, nhưng họ nói là nhà của Nhật Thiên thuê. Theo như những gì nhân chứng cung cấp, trước đó họ có nghe nhiều tiếng va chạm, giống như là một trận đánh lộn. Một vụ thanh toán nhau sao? Khám nghiệm tử thi có cho kết quả như vậy không? Dạ, cũng có. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Trong ba xác chết, có một xác chết bị thương ở tay, giống như là vừa đánh nhau xong. Nhưng mà hai xác chết còn lại thì không. Xung quanh căn nhà đó đã có nhiều chứng tích, chứng tỏ là có một vụ thanh toán lẫn nhau trước đó. Nghĩa là theo con thấy có mâu thuẫn trong những cái chết này. Dạ, đúng vậy. Cả những gì hung thủ để lại có vẻ như không hợp lý lắm. Bóng ma. Dạ đúng vậy. Tên bóng ma chỉ nổi tiếng là cướp của bọn giang hồ và chỉ bắn trả khi bị truy đuổi, chứ không có nghe hắn giết người bao giờ. Nên cái tên bóng ma có lẽ là gấp lửa bỏ tay người. Nhưng cũng có thể trong lúc bị truy đuổi gắt gao, hắn đã bắn trả lại. Và con cũng đang nghĩ tới trường hợp đó. Nhưng mà có một chi tiết đáng để chúng ta phải lưu ý. Loại đạn bắn ba người này không trùng với loại đạn mà tên bóng ma đã sử dụng. Anh không đoán được là ai đứng sau vụ này hả? Không. Không biết là Nhật Thiên có gây thù với băng nhóm nào không mà xảy ra đến nông nỗi như vậy. Mà tụi này tàn nhẫn quá. À, anh Vinh à, sau khi cứu Ellie xong là anh với cô ấy về luôn đúng không? Có khi nào Ellie đã quay lại và... Không. Anh tin cô ta. Ly không phải là người như vậy. Cô ta tên thật là Ellie. Chính tên Nhật Thiên nó gọi cô ta là như vậy mà. Cô ta không phải tên Ly. Em đoán như vậy.
Và cũng có thể cô ta còn giấu chúng ta rất là nhiều điều. Anh bình tĩnh mà suy xét nha. Anh tin cô ta? Cô ta không phải là người máu lạnh như vậy. Tại sao lại không anh? Nhật Thiên đã bắt cô ta. Nhật Thiên cũng đã biết cô ta có mối quan hệ với anh. Cũng có thể chính vì vậy mà cô ta đã ra tay với Nhật Thiên. Bản thân cô ta cũng là một sát thủ mà. Không, anh tin cô ta hữu à? Có thể ánh mắt của cô ta rất lạnh. Có thể cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp. Và cũng có thể Nhật Thiên biết tất cả mọi chuyện. Nhưng điều quan trọng, cô ta không phải là hung thủ. Nếu một người có thể liều mạng để cứu một đứa bé mà không liên quan gì đến mình, thì bản chất người đó không phải là người xấu. Anh nói đúng, em cũng tin như vậy. Ngay lần đầu tiếp xúc với cô ấy, em cũng cảm nhận được phần nào. Nhưng tất cả đều em nói ra lúc này đều là giả thuyết. Mà giả thuyết thì cũng cần phải tham khảo nghiêm túc đó anh. Cảm ơn em. Em yên tâm đi, khi anh làm việc anh không để tình cảm chi phối đâu. Em nghĩ anh có thể đoán được vài kẻ đã làm nên chuyện này. Anh cũng đoán được vài kẻ, nhưng không có cơ sở. Mối quan hệ thân thiết với Nhật Thiên, ngoài Tài Lì ra, anh còn biết có người bên Mỹ nữa. Nếu Nhật Thiên chết, theo anh, ai là người có lợi nhất? Em đọc báo thấy trước nhà hắn có tiếng động, giống như là một vụ đánh nhau. Có khi nào bọn đó là hung thủ không anh? Alo, em nghe đây ông chủ. Sao? Đêm qua cô ngủ có ngon không? Dạ, vừa ngon mà vừa không ngon. Nếu như cái vali đó không phải là giả thì tốt biết mấy. Bước đầu như vậy là tốt rồi. Cô quả không làm cho tôi thất vọng. Cảm ơn ông chủ đã quá khen. Đó là nhiệm vụ của em mà. Nhiệm vụ nào tôi giao cho cô, cô cũng làm tốt. Cô là một người rất đáng tin cậy. Bây giờ cô chuẩn bị để nhận nhiệm vụ mới. Ok, em nghe đây. Ông chủ cứ nói. Khử con nhỏ Ellie và thằng bóng ma ngay lập tức. Khử con nhỏ Ellie và thằng bóng ma. Ok, em hiểu rồi. Nhưng có vội quá không ông chủ? Dù gì thì Ellie cũng từng là người của chúng ta. Đó chỉ là trước đây. Bây giờ nó đã giống thằng Nhật Thiên, dám phản bội lại tổ chức của chúng ta. Cô hãy khử nó ngay. Không lẽ là con Ellie thì khử được vì nó không còn giá trị sử dụng. Còn thằng bóng ma thì phải bắt sống mình mới lấy lại được cái vali chứ. Rồi sau đó mới khử nó. Có đúng không ông chủ? Alo. Alo. Ông chủ vẫn nghe em nói chứ? À, con nói đúng. Bóng ma phải bắt sống nó để lấy lại chiếc vali. Dạ, em sẽ thực hiện ngay. À mà em có điều này muốn góp ý với ông chủ. Đừng có giận quá mà mất khôn đó. Cô đừng có như vậy. Không phải tôi đang ghen tức với tên bóng ma. Chẳng qua vì thấy hai đứa nó còn sống nên tôi không an tâm. Vậy sao? Em cũng tin là như vậy nên mới nhắc ông chủ. Đừng có giận quá mà mất khôn.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Còn tài liệu thì sao ông chủ? Tạm thời cứ để yên cho nó. Chắc là hắn chưa biết chuyện chúng ta, biết chuyện nó và Nhật Thiên. Như vậy á thì nó chưa đề phòng chúng ta. Nhưng sau cái chết của thằng Nhật Thiên, có thể nó cũng nghi ngờ chúng ta. Vì vậy mới cần đến bàn tay của cô. Làm thế nào để hắn không nghi ngờ chúng ta là được? Ok, em hiểu, em sẽ làm ngay. Có thể đúng là bóng ma không phải là sát thủ đã ra tay, nhưng mà tin chắc là hắn có liên quan đến vụ án này. Chiếc vali bên xác Nhật Thiên có lẽ là chiếc vali giả dùng để đánh lừa Nhật Thiên. Con cũng tin vậy. Bây giờ mọi đầu mối đều tập trung vào tên bóng ma. Bắt được hắn thì mọi chuyện sẽ rõ. Có thể vậy. Bóng ma là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, cần phải được tập trung đặc biệt. Dạ. Yeah. À, Trung Dũng có cung cấp gì mới không? Con cũng chưa có tin gì về Trung Dũng. Chắc có lẽ là Trung Dũng vừa biết tin sáng nay thôi. Để con liên lạc với Trung Dũng thử coi sao. Có thể Trung Dũng sẽ cung cấp những tin quý. Nhật Thiên và Tài Lì cũng có mối quan hệ. Còn riêng về tên bóng ma, con phải hết sức cẩn thận. Có thể mọi suy đoán của chúng ta là chưa đúng. Bóng ma đã thay đổi. Dạ. Dạ, chào thủ trưởng. À, chào anh Lâm. Báo cáo thủ trưởng, bên khám nghiệm hiện trường vừa có một phát hiện mới và đã cho kiểm tra. Ở nhà Nhật Thiên, ngoài những vết máu của các nạn nhân thì có thêm vết máu của kẻ khác. Có lẽ là vết máu của hung thủ. Dạ, cũng chưa rõ, nhưng đã xác định được nghi can và mời anh ta đến để lấy lời khai. Và viên đạn mà dính vết máu đó không cùng loại với viên đạn đã bắn các nạn nhân. Nó từ khẩu súng của Nhật Thiên bắn ra. Tốt lắm, đây là những thông tin rất quý báu. Con và Thúy Hằng qua bên đó hỗ trợ cho các đồng chí để lấy lời khai của kẻ tình nghi. Dạ, thủ trưởng. Dạ. Có điện thoại nè. Ellie gọi. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Cô gọi cho tôi có phải vì chuyện của Nhật Thiên không? Đúng vậy. Vậy thì cô có nghĩ là tôi đã làm như vậy không? Tôi chưa biết. Nhưng hiện trường để lại tên của anh. Với lại... Cô nghĩ là tôi sẽ quay lại để lấy chiếc vali giả đó và khử Nhật Thiên. Tôi đâu dại dột làm như vậy. Vậy anh đoán ai là người đã gây ra vụ này? Anh hãy khai thật đi. Tối hôm qua anh đã làm gì? Ở đâu? Và tại sao bị thương? Dạ, thì em đã khai với anh rồi. Tối qua em đi chơi với bạn gái rồi té xe.
Vết thương này là bị té xe sao? Dạ. Anh nghĩ là chúng tôi không biết gì hả? Trước khi Nhật Thiên chết, ở đó đã xảy ra một cuộc đụng độ. Nhật Thiên đã bắn một viên đạn vào đối thủ. Vết thương mà đạn bắn và vết thương bị té xe, anh nghĩ là giống nhau sao? Anh có cần tôi đưa đi giám định không? Nói, ai đã đứng đằng sau vụ này? Tôi thì không biết, nhưng suy cho cùng, người đó không phải là tôi hay là cô là tốt rồi. Vậy là anh đang nghi ngờ tôi gây ra vụ này, có phải không? Không, nhưng tôi thực sự là vui khi cô hỏi tôi về chuyện này. Tôi cũng vậy. Ý tôi là tôi không nghĩ anh là kẻ máu lạnh như vậy, nhưng tại vì anh đã từng đụng nhiều băng nhóm ở Việt Nam, tôi nghĩ chắc phải đoán được ai làm chuyện này chứ. Đoán thì có đoán, nhưng tôi nghĩ chắc là không phải. Cô có nghĩ đây là người của cô làm không? Bởi vì Nhật Thiên đã phản bội ông chủ cô mà. Người của tôi sao? Không, tôi nghĩ chắc là không phải đâu. Nhật Thiên vẫn đang làm cho ông chủ mà. Chuyện hắn phản bội ông chủ thì cũng chỉ mới buổi tối hôm qua thôi. Làm sao ông chủ có thể biết sớm như trừ khử hắn được? Nhưng mà có một chi tiết khiến tôi nghĩ đó là người của cô làm đó. Chi tiết gì? Đó là chiếc vali giả đã được mở và nằm bên cạnh xác của Nhật Thiên. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi hiểu. Nghĩa là theo ý của anh, kẻ đó đã cố tình mở chiếc vali vì hắn tin rằng đó là chiếc vali thật. Nghĩa là hắn cũng biết mật mã. Đúng vậy. Thật ra thì chiếc vali đó là giả. Tôi đã làm rất tinh xảo, bất cứ mã số nào cũng mở được. Tôi làm chiếc vali đó để trường hợp khi cần thiết phải sử dụng nó. Vậy thì kẻ dám mở chiếc vali đó chỉ có thể là ông chủ hoặc là Tài Ly. Ông chủ thì đang ở Mỹ, có khi nào là Tài Ly không? Cũng có thể. Có thể là Tài Ly đã biết được rằng Nhật Thiên sẽ lật đổ hắn ta, cho nên hắn ra tay trước. Không ngờ ông bà dám làm như vậy. Mẹ nó, nó muốn gây chiến với tao đây nè. Anh Tài, em thấy là nó chỉ muốn gây chiến với băng của David thôi. Nhật Thiên đâu phải băng của mình đâu. Mày suy nghĩ ngây thơ quá vậy Quang. Nhật Thiên là cánh tay phải của David. Ở Việt Nam, nó thay mặt David giao dịch với chúng ta. Nó chết khác nào gây khó cho băng mình. Thằng bóng ma khốn kiếp, nó muốn khử từng đứa để sau này dễ hành động đấy mà. Vừa rồi thằng Hải Sơn bị chém, tao nghĩ là nó gây ra. Bây giờ tới phiên thằng Nhật Thiên, chẳng khác nào nó chặt đứt cánh tay phải của tao và David. Vậy theo anh, Tài Ly đứng đằng sau vụ này à? Cũng không chắc lắm, đó chỉ là suy đoán thôi. Bây giờ tôi qua chỗ anh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn. Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm. Ok. Nhưng mà em có chút thắc mắc. Từ trước tới giờ em chỉ nghe bóng ma đi cướp, chưa bao giờ em nghe nó giết người. Trong vụ này có khi nào là người khác chơi nó không? Hồi đó có thể thì nó như vậy, nhưng bây giờ nó đã thay đổi rồi. Chắc thằng Nhật Thiên phát hiện ra nó và bị nó khử. Thằng bóng ma dám khiêu chiến với tao và David. Kể từ bây giờ, nếu gặp thằng bóng ma, tụi bay xử nó cho tao. Vậy chiếc vali thì tính sao anh Tài? Về việc cái vali đó thì tính sao? Giờ xử thằng bóng ma là việc đầu tiên phải làm. Lát nữa mày cho người vào bệnh viện, kêu thằng Sơn về đây và truy lùng thằng bóng ma. Nếu cần, mướn một con y tá về lo cho nó. Dạ, em biết rồi.
Anh thật không ngờ lại là hắn. Ý anh là Ba Thăng phải không anh? Anh không ngờ tên này lại thâm vọng như vậy. Anh đã từng xâm nhập vào băng nhóm của hắn để nắm tình hình. Anh cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang an phận với các sòng bài của hắn chứ. Kẻ nào mà chẳng vậy hả anh? Thế lực của hắn đang mạnh, hắn muốn bành trướng cũng là chuyện bình thường thôi. Chắc hắn muốn khử Nhật Thiên để chặt đứt cánh tay phải của tên trùm bên Mỹ trước. Nhưng... nhưng sao em? Anh nghĩ như thế nào về lời khai của đàn em Ba Thăng? Anh nghĩ là hắn đã khai thật. Tụi nó kéo đến theo lệnh của Ba Thăng, chủ yếu đánh dần mặt Nhật Thiên, nhưng mà chống trả nên phải bỏ chạy. Nó phù hợp với hiện trường. Vậy thì ngay lúc đó cũng có một kẻ khác muốn khử Nhật Thiên, núp sẵn ở đâu đó để băng kia đi rồi mới ra tay. Cũng có thể vậy. Ba Thăng chỉ vô tình liên quan thôi. Nhưng anh cũng sẽ chú ý tới tên Ba Thăng này. Ừ. Anh có nghĩ kẻ ra tay cũng chính là đồng bọn của hắn, cô gái sát thủ? Ừ. Nhưng mà hiện trường vụ án không có nhiều sự gia chạm, chỉ có vài sự gia chạm ngoài khuôn viên. Theo lời khai của tên hồi nãy rất là khớp. Ừ. Cũng có thể lắm. À, bây giờ anh có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại em sau nghe. Có thông tin gì mới nhớ alo cho anh biết liền. Dạ. Dạ, xin lỗi chị. Dạ. Nè anh kia. Dạ, dạ chị cần gì? Tại sao cứ đứng thập thò trước cửa phòng tôi vậy? Dạ, tôi đang dọn dẹp hành lang. À, tôi đâu có thập thò trước phòng của chị đâu. Giữa anh và Nhật Thiên. Dạ, Thiên. Tôi đâu biết gì hết á. Dạ, dạ, tôi với anh Thiên là chỉ biết nhau làm việc ở đây thôi. Còn cái chuyện anh Thiên làm cái gì ở ngoài đường á thì tôi không hề biết. Dạ, chào chị.